C hay là D chà chúng ta đi dân ban bẹt cả đá tiền nên sao bẹt cả đá tiền đây chúng ta đi bao dân nó cứ dân dễ bị po cứ dân dễ bị po hay chúng ta to mà tiền nó cứ dân dễ bị sầm lịm bằng bẹt mà đòn để dân ban đặt chúng nó chơi tôi phần chơi nứng chà nấy cứ po dễ liên hai hai và đặt mọi tiết cứ dân liên bị sầm lịm bằng bẹt mà đòn ok chẳng muốn đừng cho tại đó sầm lịm bằng bẹt cứ nhâm năng rụm lật po đại dương mang riêng cà phê mà sơn mình sơn chào sự không thể này tự học thì chăm ấy nè ok chẳng được sao tại nhóm ban riêng hay ấy chẳng cứ nhóm năng thua ca còn ta an anh này tự học như đầm bay ao dương chăm lăng vịnh ok chẳng nhóm năng chạp đang nói red red boy kế chà bò cỏ hồng yellow yellow bò lướng blue blue bò khiếu green green bò bày tón purple purple bò xoái orange orange bò tật cội pink pink bò cà chụp black black bò khmer gray gray bò bò phê white white bò sò ok chẳng chà nâng cứ chì bò để dân bàn tiếng chúng nó đọc đọc bò chà hay chẳng nghe nói dân nâng cho đòn mê riêng đây là gì em bì xâm lý bằng bẹo mà đòn ta hà ta khả áo dân nâng phía sẵn lấy nâng cái hai thải kể chà chẳng nằm bên như sưu bê đà ô mà hai lần nẹ bàn tại đà lên nơi sọc kra người dân tớ dân sưu ở không ca này gì ấy bạp kê thà ok nhóm trong ở mà hạt trong tinh cả ai người dân trong rô tinh cả ai này rồi có khao rồi có bộ ở dân cứ dân đần chà ok anh chẳng cũng ai khát bê dư dân đừng cho tự đó biết đây dân hai thà cứ chưa xâm lý một biết chà ok chẳng the first word hay ngày nay dân riêng chùm nuôn đọc đọc bay pịa ok dân pịa dân ngày nay riêng tràn tịnh ok nhưng mà sẽ cho nó chưa nghe ấy ok anh ấy dân to bây giờ đi văn dân đang chăng bây giờ cọt mê riêng dân to mà bảo mà mấy chàng chồ hay giờ xe anh ấy sao thay thế dân chồ tạm đoán tại ok bị tim muối shirt biệt tiệp bí shoes biệt tiệp bấy pants biệt tiệp bốn hat biệt tiệp prem jacket bị bắn top tiết sock
skirt. Dress. Ok, để sao ta bị dương riêng cho ra chân nhóm nâng khẩn mặt hàng này tích. Hay chăm bây giờ bà cả chi sáng thân nhóm nâng bà cả chi mà đồng mùa ở đây này làm bài nghe sửu không cả tọt. Hay nâng vô. Ok. Dress hay. High heels. Glasses. Sunglasses. Purse. Backpack. Ok, chẳng bịa phân dân từng ốc miên chân luôn đập bay bịa. Ok, chẳng nhầm nàng an ở đây từng ốc miên sạp. Dân thua đôi là môn này nhầm nàng an ở đây từng ốc miên sạp và tỏ mà tiết nhầm nàng bình an hay bình bỏ bài áo hay nàng sơ xê chia sentences. Ok, chẳng are you ready? Ok, the first word is shirt. Shirt. Shoes. Shoes. Pants. Pants. Hat. Hat. Jacket. Jacket. Socks. Socks. Skirt. Skirt. Dress. Dress. High heels. High heels. Glasses. Glasses. Sunglasses. Sunglasses. Purse. Purse. Backpack. Backpack. Ok, mình đón tiếp. Shirt. Shirt. Shoes. Shoes. Pants. Pants. Hat. Hat. Jacket. Jacket. Socks. Socks. Skirt. Skirt. Dress. Dress. High heels. High heels. Glasses. Glasses. Sunglasses. Sunglasses. Purse. Purse. Backpack. Backpack. Ok, chẳng nè tự ngọt khí bạn sẽ đạp nhầm ăn hay ấy. Ở lời này đâu bên nè tự ngọt khí tha tam nhầm ở đồn. Ok, chẳng xin tha tam nhầm ở khí. Shirt. Shirt. Shoes. Shoes. Pants. Pants. Hat. Hat. Jacket. Jacket. Socks. Socks. Skirt. Skirt. Dress. Dress. High heels. High heels. Glasses. Glasses. Sunglasses. Sunglasses. Purse. Purse. Backpack. Backpack. Ok, chẳng nên tình học này bạn sẽ đọc nhầm an hay có bạn an tâm nhầm được này hay ở lời này nhóm nâng an mà biết này hay ai nên tình học này an mà biết này dân chắc này đồng bày thua cái an hay nhóm sẽ không thể nào thế chăm nào vậy thì nhóm bạn đọc mình nhé. Ok, chẳng nhóm nâng
start ពី letter នេះហើយ letter នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាននេះគឺខ្ញុំចាគឺឆ្លាស់គ្នារហូតអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើម shirt shirt ដល់បងអស់គ្នាចា pants pants jacket jacket skirt skirt high heels high heels sunglasses sunglasses okay backpack backpack okay អញ្ចឹងឥឡូវដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបកប្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹង shirt នេះយើងប្រែបានថាអាវអាវយឺតសេរីអាវយឺតហ្នឹងគឺយើងប្រែថាចា shirt អូខេអូ sorry មែនអាវយឺតទេ t-shirt បានអាវយឺតអូខេ shirt នេះគឺអាវយើងចាអាវហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀត shoes shoes គឺយើងប្រែបានថាអីគេយើងពាក់វាឲ្យដើរចាស្បែកជើងអូខេហើយ pants pants ពីច្រើនមនុស្សប្រុសចិត្តពាក់ចាអាហ្នឹងគឺខោខោហើយ hat hat នេះគឺមួកមួករៀងមានហាមរៀងធំធំហើយបើមួកមួកកាតើបយើងគឺ cap អូខេ jacketjacket គឺអាវក្រៅអាវដូចអាវល្ងាអីចឹងពេលដែលយើងល្ងាយើងពាក់វាអញ្ចឹងទៅអូខេហើយ socks socks អានេះគឺយើងប្រែថាស្រោមជើងអូខេស្រោមជើងតមកទៀត skirt skirt គឺយើងប្រែថាសំពត់ចាសំពត់សម្រាប់ស្រីស្រីប្រុសប្រុសពាក់បានទេអូខេ dressโอเค dress នេះក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ស្រីស្រីពាក់ពេលដូចយើងចូលកម្មវិធីអីចឹងឬក៏ចូលរួមពិធីមង្គលការអញ្ចឹងគឺយើង dress ចាគឺរ៉ូបហើយមួយទៀតអានេះក៏សម្រាប់មនុស្សស្រីដែរ high heels high heels ចាស្បែកជើងកែង glasses glasses គឺវ៉ែនតាវ៉ែនតាអានឹងដូចវ៉ែនតាសេរីវ៉ែនតាមញោវ៉ែនតាអីចឹងហើយចំណែកឯ sunglasses នេះគឺវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃចាខុសគ្នាណាពីនេះគ្រាន់ថាវាវ៉ែនតាដូចគ្នាគ្រាន់តែអានេះដូចវ៉ែនតាមញោឬក៏អីចឹងហើយអានេះវ៉ែនតានេះគឺសម្រាប់ការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺការពារភ្នែកយើងនឹងហើយមួយទៀតគឺ purse purse នេះកាបូបយួរដៃកាបូបហ្នឹងដូចវាមានកាបូបស្ពាយចេះទេវាកាបូបដូចវាមានសេរីដូចចេះចឹងហើយវាមានយួរដៃមិនចេះមកចាអាហ្នឹងគឺ purse អូខេហើយ backpackbackpack នេះគឺកាបូបស្ពាយក្រោយគឺភាគច្រើនយើងប្រើវាសម្រាប់ឡើងភ្នំតែយើងស្ពាយទៅណាក៏បានដែរតែអាហ្នឹងភាគច្រើនបើសម្រាប់ឡើងភ្នំគឺគេយក backpack ហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រែឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះហើយ shirt គឺយើងប្រែថាអាវ shoes ស្បែកជើង pants cap hat មួកដែលមានហាមធំធំហ្នឹង jacket អាវក្រៅ socksស្រោមជើង skirt សំពត់ dress robe high heels ស្បែកជើងកែង glasses វ៉ែនតា sunglasses វ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃ purse ចាកាបូបយួរដៃដែលខ្ញុំគូឲ្យមិញហ្នឹងហើយ backpack នឹងកាបូបស្ពាយក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងបានរៀនពាក្យហ្នឹងអស់ហើយហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យជាឧទាហរណ៍ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលយល់អូខេអញ្ចឹង
nhôm tục bê lại nền ở khnề cọt anh sân mà tí sân chạm nhôm ưu tiên hoa nền ở khnề cắt ở rừng lươn tỉnh máu năm bây giờ mình cho tôi tiện ok chẳng nhầm xung thuộc cả lục vì hay nhầm và cả chia sentences ở nơi đó này bởi nơi đó thì cắt ở toàn tế chẳng phải chọc video này chẳng scope mà vì nửa tí này hay cọt tầm đón cọt vàng ok chẳng biết từ bốn phần dưỡng cứ shirt ok shirt chẳng nhầm đã ok chẳng nhầm đã bọn hôm đó hôm đã I am wearing a black shirt nhóm xung lực tự nhiên ở đây nó nè bê đà đây nó nè bạn kê chia xong lệ bằng phép này tình hình của ta đã bỏ đầm bầy ai vì nghe sưu không ca dô hay nâng mơ tớ dân đăng hà ai đang bắt đầu bởi xin hẹn ô hả vì mình chỉ rõ bỏ ai dân dân bê để dân bắt hà ok ai bỏ khám ai dân kê đăng bắt hà ai bỏ khám ai nâng nè dân nghe sưu không ca dô ok nhưng lại I am wearing a black shirt chẳng chẳng nhóm hai nhóm bị áo bò khmer ok chẳng bị bằng tập tiên shoes shoes ok shoes nhóm đã ok ok nhầm đã she got a new shoes today ok chẳng nhầm hạ ở niên ban sửa chân thúc mây ngày nặng ok chọn một tiết nhầm đã ok bị dưỡng pants ok sorry pants ok chẳng nhầm đọc thêm nhìn chi nào lỗi mấy cô shirt lệ tử ní ở miền s hay lệ tử ní biệt shoes hay là biệt pants any miền s chừng nào lận ok chẳng ở the xa ta ok những mơ mơ shoes ấy nắng vì miền p việt chẳng ha giờ làm ai biết biết tâm chỉ hiền mà nói thử là cái biết bây giờ mình chỉ hiền ok chẳng cứ the xa ta vì miền p chẳng cứ dương time s rồi ai pants này cái đôi khi đại the xa ta khao dương vì mình chương pi được cái này ở lại vẽ tới chương cho hiền mà này ok chẳng được hai chẳng hai bạn chẳng đã s time s ok chẳng vẽ pants nhưng đã he is wearing a blue pants ok quát bẹ khao bò kêu ok quát bẹ khao bò kêu hệ bị bằng tập tiết hát ok hát nhầm đạn
do you need a hat? Okay, do you need a hat? Chà, chẳng là góc hết tôi cam muộn. Chà, okay, chẳng bị một tập tiết. Hay là tôi có cọt bia bà đào sân tớ. Okay, hi, okay, jacket. Bị bản dưỡng. Jacket. Nhập đạn jacket. Okay, nhập đạn. Sorry. I like your jacket. Chà, nhóm hai nhóm chơi chật. À, crowd phần nè. Nhóm khởi đi tên nè, rồi có khởi ai crowd phần nè, rồi nhóm score. Ê, chẳng khởi viết an nhóm hai. I like your jacket. Chà, nhóm chơi chật. À, crowd phần nè. Okay, next word is socks. Socks. Sòng chân. Ok, khởi nhận xong bây giờ socks này có miền S đài. Chà, để xa tờ vì vì miền P đi khỉa. Ok, chẳng nhận đạn. Ok, she buys. A pair of socks. Ok, chân em ha niên tinh sòng chân một cù đưa xa ta sòng chân chân nhóm tham một cù rồi ta cũng ơi nè đọc như lòng tham mấy cái nhóm đã S A chân cứ đưa xa ta sòng chân nó viên mình một cù chân mà nhóm đã S. Ok, sòng chân một cù a pair of socks. Ok, bị bằng tập tiết skirt. Ok, skirt. Okay, skirt nhóm đã. Sorry. Okay, nhận đạn. Wow, your skirt so beautiful. Chà, nhóm khơi đi ở mặt ha. Là cái mình đã bẹt support email dần tới. Nhóm khơi bị sad. Okay, nhóm ha. Wow, your skirt is so, sorry, your skirt so beautiful. Rồi có. Okay, nhận đạn chết em bây giờ. Wow, your skirt is so beautiful. Chàng chẳng xung bất rộ bọt nè, xót xa nền tên. Ok, chẳng nâng kì chú biết xót xa chà, đồng bây ai nà kì mình đã định riêng bê bẹ tới hẳn nhưng bẹ nâng xa ạ ý chẳng màu. Hay, ok, mua tiết dress. Phía chẳng, mình ta là bó xa xa nè. Dress. Ok. Dress. Okay, dress nhóm ta. I need a dress for my friends. Wedding. Okay, chẳng nhóm ha. I need a dress. Okay, sorry. Dress nhóm.
Sẽ không. Okay, I need a dress for my friend's wedding. Okay, nhóm hai nhóm trai ca ở rộp muối xâm rạp ngay cả bọn mặt phẹt nhóm ở chân màu. Chà, chân cứ dân khơi ngay bịa phần dưỡng dân ách bàn pra bàn trả bài bệ chân. Okay, nhóm xe bảy nâng mơ khơi như đây. Okay, chân. Okay, nhóm xe tập bàn năng sân hay chạm ở đất ốc nha. Nhóm bình đất ốc này an hay đất ốc này cọt hai máu chạm nhóm thuộc cả lục. Thuộc cả lục hay dân nâng chà bà cao chia sân thân xin tiết bị đầy dương ở tòa văn bà cao chia sân thân nơi sau bà đang tiết ảnh ấy dương cọt ảnh ấy sân máu hay nhầm bà riêng ảnh tụt trù hay nhầm sân khâm tàn ảnh ảnh ấy dô bị tận ảnh ấy hay bà cao chia sân thân xùm rạp bà ghi chìa bà trăm ngay ở trong mắt ảnh 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 nghe sưu không càng ảnh ấy chìa bà xa ảnh lệ. Ok nhầm nâng ảnh chút ảnh 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 sân. Okay, shirt. I am wearing a black shirt. Shoes. She got a new shoes today. Pants. He is wearing a blue pants. Hat. Do you need a hat? Do you need a hat? Jacket. I like your jacket. Socks. She buys a pair of socks. Skirt. Wow, your skirt is so beautiful. Dress. I need a dress for my friend's wedding. Okay, chẳng ơm nè đâu nè. Cọt vi sân máu, chẳng nhung bà cọt chìa pram sân thân sư tiết ơi nè đâu nè. Và đặt ở khnia chạm bịa để dùng bàn tay nắng cứ vì nghi xua không ca để dùng vô về tập pra chi bị sao ông lấy và sân chia ôm mặt hè và dùng chụp chân chia rồi có chụp foreigners ấy giống cái xua bỏ ôm mặt hè về khá tới kì xua dùng pi sầm liệm một bẹ để dùng cặp bông tập bẹ rồi có kê tay ca sầm liệm một bẹ ấy giống dùng nghi xua không ca dùng đăng hè. Ok, quạt ra cài kề rồi còn quạt trăng xuôi dương bị kề trắng dương bạc quạt xuôi mình tên và dương là đăng tế ô mà hai kề dây bị rương kề ra cài sẽ bị trừng trắng ap để dương tức là tới dương đăng hà sẽ bị trừng nắng phía sau là lấy kề tập về hai kề hai kề ra cài bị trừng trắng dương ở đăng trắng vì riêng giặt thà. Ok, tỏ thưa cài bị cà chỗ trừng chỗ ấy sập đào ấy trừng việc khá tới phía xa cây về cái có vì được thua dương misunderstand này chẳng dọn dồn việc này. Ok, nên ông thích cọt hai đó. Ok, nhưng nâng bình an mà xa tiết hai ai nên ông thích tha tám hay nhưng mừng lúc hay và cả chia five sentences tiết ai nên ông thích này. Ok, shirt. I am wearing a blue sorry I am wearing a black shirt. Shoes. She got a new shoes today. Pants. He is wearing a blue pants. Hat. Do you need a hat? Jacket. I like your jacket. Socks. She buys a pair of socks. Skirt. Wow, your skirt is so beautiful. Dress. I need a dress for my friend's wedding. Okay, chẳng nên các bạn nhớ bạn sắp nhôm có đôi bạn cọt hay bạn thay tam hay hay chẳng nhôm nâng lục ở tất cả này hay nhôm nâng bạc chi
pram sentence dương nó sao pram sentence tiệt nó ok chân nhầm nằng lốp hay dương nằng bậc cao sentence mấy nó ai ơi okay, so yung cho the pram sentence tiet. Yung nasal high heels, glasses, sunglasses, purse, and backpack. Okay, nasal phanang. Okay, bit the move on yung. Good. High heels. High heels. Chà, high heels. Yung prime mấy ngày kế. Chà, cứ sửa chân cành. Ok, dân nhậm đạt. Girl. Ok, girls like ok, nhậm đạt. Girls like high heel. Chà, sẽ thấy cho chân với chân cành. Ok, so với tụi nhóm chân với chân cành này mà ta nhận sẽ hình việc cành của phù hề. Mình ta này ta cho chật. Ok, chân việc tập tiết. Glasses. Okay, nhầm đã. Glasses. My glasses are broken. My glasses are broken. Chà, cứ nhầm theo bên tao nhầm bạch vào đây. Bạch mình bên ta nhầm. Bạch đòn. Mình bạch cái chợ thì ok. Tiếp tục tiết. Sunglasses. Okay. That. Okay, that sunglasses protect our eyes from the sun. Okay, chẳng những thế, chúng ta cà phê rồi thay nó cứ cà phê phải dùng pi bả tật chả. Okay, hay bị tập tiếp purse, purse, cả bộ biểu đấy. Như thế. I bought a purse for my mom. Okay, I bought a purse for my mom. Chắc nhầm tính cả bộ vô đầy mũi ở mạng bằng nhầm. Tiếp tục tiết backpack. Okay, backpack. Kebob speaker oi. Okay, yang dah. Kena ni sempat punya yang dah. I have to back. Pack. Okay, sorry, backpacks. Okay.
Chẳng, em đã backpack. I have two backpacks. Chẳng, nhóm viên của bộ speak can I be. Ok, chẳng, tặng ở hơi, bị bọn dưỡng ở hơi. Ok, nhóm viên and the audience lắm. High heels. Girls like high heels. Glasses. My glasses are broken. Sunglasses. Sunglasses protect our eyes from the sun. Purse. I bought a purse for my mom. Backpack. I have two backpacks. Okay, a lot of on here and tam nhiều một đồng. High heels. Girls like high heels. Glasses. My glasses are broken. Sunglasses. Sunglasses protect our eyes from the sun. Purse. I bought a purse for my mom. Backpack. I have two backpacks. Okay, chẳng à lần nữa đọc cái cột sentence này xong mà. Cột rồi hai chấm dương cho từ chấm lại bằng tọa tiệt để chấm lại y vậy bị grammar mà đâu. Ok, cắt rưỡi hai nhóm nâng lúc. Grammar này bị anh dương, ở dương ở chạy pra bịa chìa a close phần dương nắng là dương anh riêng mình nắng cứ dương dương prao chủ mùi kể giá sạp kê đầm bay dương ách prao bịa dương anh riêng đang đập bay bịa nắng bàn. Ok chẳng nó không grammar phần dương. Sorry, grammar nhầm lịch âm. Ok, grammar. Okay.
chăng nên em nên chăng ai mà thở thành nhom mấy bạn nhom bánh chạy chụp pi cái lâu chăng ok chăng nhom nâng bây giờ tại mình đón chè chăng xung lệ bằng pẹt bây giờ thở prao với cái giờ đi máy hơn giống mình pẹt ấy chè pẹt hay chụp sang lấy chè pẹt where này cái giờ prai thập bẹt cứ sleep bẹt ấy nè, hay chấm này ai, chà sắp xếp phần dương cứ bởi sân để hai dương pra ai dương pra where you where we where they where he wears she wears ok chăng dương khơi nhau thử ở tháp pi ní cứ dương thử tháp s chà chăng ní cứ chia bỏ tí bấy bạn chỉ dân thử thêm S nơi khẳng cỏi đại vì chỉ kỳ giả sạp nâng kỳ dân thử thêm S ok, ưu tế ho chà anh ấy nghĩ sử dụng tế ưu tế ho nhưng đẹp mình bất tộc xong bây ta ưu tế ho môn môn của nhóm bạn đã ở đó này đại ok, ưu mặt hẹn nhưng đẹp I where ok, nhưng lại cho mình sử dụng okay, I wear. Okay, nhầm đã. Này chẳng nhầm đã. I wear a white shirt. Chà anh chẳng, nhưng thay nhóm bị áo bò sò. Anh đang cứ thông ở đây anh đang hợp tâm một tiết dù. Dù dương anh phải cao chia bị em một tiết máu hay dù à close để dương bàn tiền nâng. Chà dù mà đạn còn tác. Bờ he hay nâng si he hay nâng si nâng vánh cứ nhận đạn. Ông mà thay nhóm đạn he ok, bây giờ thì dân miền là nó hay ấy. Ok, đã he wears pants. Chà anh chẳng quát xuyên khảo. Chà, quát xuyên khảo. Ok, anh chẳng dân khinh lấy nét miên S. Chẳng bởi nhưng bây giờ mà đoán tiết nó bây giờ nạc đang ngọt nha trong bà cả chữ sentence. Bởi xuân ha, bây giờ quan đoán ngọt nha. Chà, ta chân luôn bằng năng tế, buôn năng tế. Cứ nét ngọt nha. Chà, prao where the admin is mình tay bà xanh dì này tặng ọc nìa bà cao bà dục chìa bà cao bà dục chìa bà rõ tị bây là dân miên he's she ní cư dân trời ta where phần dân cư dân at s chà cư where chà anh chân anh nó viên nghe xua không ca vô tê nó bù đời xa ta ní cạnh này ní viên miên tập pi tê đội chỉnh ok dân dân chỉ nắm đất hè ôi ta pi ní he hay nâng she ní cư dân where cứ dân trời thèm S. Chà, ok, anh chân nhâm sẽ không thể nào đọc này vô lên á. Ok, anh chân nhâm nâng lộp ở đấy hay nhâm nâng cho tụi đó chúng ta tội một tiếng cứ dân cái đại let's practice our grammar. Ok, anh chân cứ dân practice ở đây ra một đoàn đồng bây ở dân văn mơ ủi tế hóa trợ sản nhé. Anh ấy có viên miên xung nua đây đồng bây ở dân nghe xung vô thà bê để kê xuống nó kê xuống dân bạc nè đồng bây ở dân ăn chào y chênh ok kê đạ what is the man
wearing. Okay. Chẳng về cái chlai, cái chlai. He is wearing a blue shirt gray pants and nhưng chắc một cái tí khách camera đặt mệt khơi a black shoes. Ok, mỗi tiết what is the woman wearing? Ok, ta sẽ trên nước cột bệ kì. Answer, she is wearing a white shirt blue jacket blue pants and dark blue high heels. Okay. Chẳng ưu tiêu hóa phần dân nó không sử dụng cư nguyên bản năng. Ok, nhưng mình ăn chú này nó không nhé. Cái số theo what is the man wearing? Tao bọn này đang bệ kê. Cô bông ta bệ kê. Chẳng chạy he is wearing a blue shirt, gray pants and black shoes. Chẳng chẳng cư quạt bệ ao bò kêu hay khao bò bò phê nâng sẽ bởi chương bò khmer. Ok, xin đồ bằng tốt tiếp kỳ xuống. What is the woman wearing? She is wearing a white. Ok, sorry, white phần nhóm sẽ khỏi. Ok, a white shirt, blue jacket, blue pants and dark blue high heels. Chà anh chân cái xua thả ta sẽ trai mẹ nâng bẹ ấy kê, cái bông ta bẹ ấy kê. Chân cái trái niếng cái bông ta bẹ áo bò xó áo cái bò khíu khao bò khíu nâng chào dark blue đi cứ dương prai thang bò bò kiều chà chà anh chân ở hành năng sửa chương cánh bò kiều chà. Ok anh chân ở nâng cứ chìa vầy đại dương. Ok nấy cứ chìa xùm nua đại dương trâu xua kê đồng bây thà dương chọn đăng thà mình lại đang gặp bông đặc biệt kì hay nấy cứ chìa rượu biếp đại kê chào chà anh chân nhưng sự không thể nào khi vô lên á bì xùm nua đại trâu xua hành năng chụp lại đại trâu chào. Ok anh chân ở mê rin phân dương mình đập bằng tên ngày nắng hay ở dương nâng chô sau đó các nói dân đang chơi conversation ở khnề đây dân đang miên ca sắm tai chia ca son thân nhiên đang ở nơi đó khnề mở ok chẳng chúng tôi phần dân miên tập phần nắng nhưng sẽ không thể ở khnề chém hay dân đang chụp khnề nơi ngày sai trả xong ăn và tiền phố xong chưa được liền.